Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì sẵn có dịp làm video clip gửi cho khách thì mình sẽ thử test cho mọi người cái con Bone 1 Pro phiên bản cũ với con súp Besao 3030. Thì cái súp này thì mình có lắp ghép cho các bộ dàn gia đình. Tuy nhiên thì với mức giá thành khoảng tầm 10 triệu thì nó sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp cho mọi người khi ghép với súp bô. Không phải mà tốn một cái chi phí quá cao đối với mình đầu tư cho một cái con súp 1. Thì con súp này là đánh là rất là căng và lực rồi mọi người. Súp này mình cũng ghép nhiều so với con Bone 1 Pro rồi nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Sẵn tiện đây cũng làm video clip test thử chất âm cho mọi người luôn. Đây, bạn quay lại với mình xíu. Thì ở đây thì con súp này nói chung thì ai mà có dạng mà để ở nhà chỗ không mang đi nhiều á thì mình có thể lựa chọn. Đây mình xài thì xài Summit E1 đó, micro huyền thoại tại Thiên Vũ. Thì mình sẽ có một cái ngõ layout nè, 6 ly, mình câu xuống súp. Súp này câu xuống ngõ này là ngõ AV. Đó, thì mình có thể chỉnh được cái volume của súp, rồi chỉnh được cái phân tầng của súp. Đó. Xài cắt ở những cái dải nào đó thì cái này mua tại Thiên Vũ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ thử hát một bài trên con súp này để cho mọi người nghe thử chất âm khi mà ghép súp như thế nào. Thì theo mình thấy thì con này khi mà ghép súp vô thì cái lực công suất của nó sẽ được tăng lên đó, và khi mà hát cái tiếng của mình nó sẽ thoát tiếng hơn, nghe nó khỏe hơn rất là nhiều. Ok, thì giờ mình sẽ cùng test với mọi người nha. Từ miền Đông anh hương ra bắt mắt theo câu hò điều lý chính dòng sông, mắt theo tấm lòng con trai miền vườn em ra đón chàng với ta yêu thương. Từ miền Nam anh hương ra bắt mắt theo câu hò điều lý chính dòng sông, mắt theo tấm lòng con trai miền vườn em ra đón chàng với ta yêu thương. Thì vừa rồi thì mình vừa test thử chất âm của Bone 1 Pro với súp Besao 3030. Đó. Thì rõ ràng mọi người thấy là khi mà có súp vô thì âm lượng nó thoát hơn, nó khỏe hơn, lực hơn rất là nhiều. Hiện tại thì súp này đang có sẵn tại showroom. Nếu mà mọi người đến thì có thể trải nghiệm trực tiếp và Thiên Vũ sẽ có những mức giá ưu đãi tốt hơn dành cho mọi người khi mà mọi người đến showroom. Hãy bấm like, share, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ và đến 779 Trần Đạo phường 1 quận 5 để trải nghiệm chất âm của Besao 3030. Chào mọi người.